Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm tiếp một chủ đề về tiếp viên hàng không. Chắc là ai trong chúng ta khi mà nhìn thấy tiếp viên hàng không kéo vali ở sân bay và đi cùng một tổ với cả nhau thì đều rất là ấn tượng vào cái hình ảnh này đúng không ạ? Và ngày xưa ấy, trước khi làm tiếp viên ấy thì mình cũng đã rất là thích cái hình ảnh đó. Nhưng mà mình nghĩ đấy là cái thời điểm duy nhất mà tiếp viên hàng không thực sự là tỏa sáng luôn ấy. Cái khoảnh khắc ngắn ngủi đấy thôi ấy. Nhưng mà khi mà bước chân lên trên máy bay một cái ấy, là tiếp viên bận tối mặt luôn. Theo vào đó là rất là nhiều áp lực và thậm chí là nhiều lúc tóc tai cũng không có thời gian để mà chả chuốt lại luôn. Nhưng mà mọi người nhìn cái hình ảnh của tiếp viên rất là thong thả, rất là đẹp xuất hiện như thế. Nhưng mà mọi người có bao giờ thắc mắc xem là những người tiếp viên hàng không ấy họ thực sự mong muốn cái điều gì chưa? Mình sẽ dùng chính những cái trải nghiệm cá nhân của mình để nói ra những cái điều mà mình nghĩ là không chỉ riêng mình mà có rất là nhiều những cái bạn tiếp viên khác cũng mong muốn trong cái nghề này. Vừa là trong công việc, vừa là trong cái đời sống cá nhân mà do cái tính chất của công việc này mang lại. Đừng quên like và subscribe để như các bạn yêu thích video của mình nhé. Cái điều đầu tiên á, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến đó là cái nghề này rủi ro quá là cao, nó không an toàn, mình không bao giờ biết được là cái chuyến bay của mình ngày hôm nay nó sẽ như thế nào. Nhưng mà thực sự ấy, mình không biết là cái tỷ lệ là bao nhiêu, nhưng mà mình thấy mình và đồng nghiệp của mình á, không có ai thực sự quá lo sợ đến cái vấn đề an toàn như thế đâu. Tại vì nếu như chuyến bay nào mà bạn cũng lo lắng là không biết chuyến bay của mình ngày hôm nay có an toàn hay không thì mình nghĩ là nếu như mọi người lo sợ như thế ấy, thì đã chẳng ứng tuyển làm công việc này ngay từ đầu rồi. Nhưng mà mỗi lần mà mình đi Nhật ấy, mình rất là hay mua bùa. Tại vì bên Nhật ở chùa họ bán bùa nó theo trong một cái túi rất là đẹp. Thế nên là mình rất là hay buộc những cái bùa đó ở trên vali của mình. Đó là mình cảm thấy có một cái gì đấy yên tâm hơn, an toàn hơn kiểu như thế. Chứ còn nỗi lo mà thường trực thì không có. Nhưng mà tất nhiên là phi công hay tiếp viên nào thì cũng đều mong muốn là chuyến bay của mình và đồng nghiệp luôn luôn là chuyến bay an toàn. Không mong á, cái điều thứ hai mà tiếp viên hàng không mong á đấy là khách ngoan. Bởi vì là cái ngành dịch vụ nói chung á, khi mà bạn đi làm hàng ngày ấy, bạn không biết được là cái chuyện gì nó sẽ xảy ra ngày hôm nay đâu. Tại vì có rất là nhiều chuyện nó tự đổ ập vào đầu mình, và nó chuyện đấy nó xảy ra với rất là nhiều đồng nghiệp của mình trên những cái chuyến bay đi Nhật. Như là khách Nhật thì rất là khó tính, nhưng mà họ lại thường là không nói thẳng ra, sau đấy thì lẳng lặng là report lại cái bạn tiếp viên đó với cả phía công ty. Khi mà bị report rồi thì rất là nhiều rắc rối kéo đến và sẽ không có ai muốn vướng vào những rắc rối đấy cả, chỉ muốn đi bay xong là đi về bình yên thôi. Khi mà tụi mình phục vụ xong rồi chỉ muốn là có thời gian để ngồi nghỉ, để chill với cả nhau thôi. Nhiều khi á, vừa mới ngồi xuống nghỉ cái lại phải đi, hoặc là vừa mới ngồi xuống tán gẫu với đồng nghiệp một tí: "Ôi chị mang xoài xanh à, ngon thế, chị có mang cái muối ớt không, em thích cái muối xí muội ấy, đâu đâu đâu, ăn với, ăn với, ăn với, thôi để em đi cho." Và có những cái lúc á, phục vụ khách xong hết cả rồi nhưng mà đang ngồi nghỉ thì khách lại bấm chuông và xin một lon Pepsi, và sau đấy thì lại tiếp tục bấm chuông tiếp: "À cho anh xin thêm một cái ly đá nữa", xong lại: "À cho anh xin thêm cái giấy ăn nữa", thế là cứ đi đi lại lại, đi đi lại lại. Cái mong muốn thứ ba này, mình nghĩ là nó hot lắm luôn ấy. Tại vì là nhá, cái nghề này nó rất là cô đơn. Bạn nào mà chưa có bồ ấy, hơi khó để kiếm bồ ấy. Tại vì là cái công việc đi đi lại lại quá là nhiều, không có thời gian để mà tìm hiểu ai đấy. Trong khoảng thời gian mà mình đi bay ấy, thì là một nửa thời gian là mình có người yêu và một nửa thời gian là mình chia tay. Thì cái lúc mà có người yêu ấy thì thực sự cảm thấy rất là ấm lòng luôn. Các bạn cứ tưởng tượng là 2 giờ sáng đi bay về, xe ở công ty trả mình ở cái điểm đón mà người yêu đã chờ sẵn ở cái điểm trả đấy rồi, và xách vali của mình cho lên xe xong rồi là chở mình về nhà ấy. Kiểu cảm thấy rất là hạnh phúc ấy. Có thể ở cái thời điểm đấy nó thành một cái thói quen rồi và mình cảm thấy nó bình thường. Mà cái khi mà mình không có nó nữa ấy, thì mình mới thực sự cảm thấy là thiếu. Và cái cảm giác ấy, khi mà mình sau một cái chuyến bay dài mình hạ cánh ấy, mà mình bật 3G lên và mình nhận được cái tin nhắn của người yêu ấy, kiểu như là nhắn tin hỏi thăm đơn giản thôi là: "Hôm nay em đi làm thế nào? Ăn no chưa? Khách có ngoan không?" Tự nhiên nó cũng thành một cuộc hội thoại làm cho cuộc sống của mình vui hơn, có ý nghĩa hơn. Thế nên là cái lúc mà tụi mình chia tay ấy, thì kiểu như là mình mất đi một cái thói quen ấy. Và những cái hôm mà liên tục 3 giờ sáng phải dậy đi làm, là vào mùa đông Hà Nội. Trời ơi, mùa đông Hà Nội, thảm họa, thảm họa. Cái lúc mà mình trên máy bay để mà chuẩn bị các thứ để chuẩn bị để khách lên á, thì không sao, lúc ý là trong máy bay thì nhiệt độ cũng còn ấm. Nhưng cái khi mà máy bay mở cửa ra để khách chuẩn bị boarding ấy, gió nó lùa vào, trời ơi, mà cái áo tiếp viên thì mỏng tang là đâu có gì đâu. Thế là đứng kiểu cô đơn quá, cô đơn quá. Kiểu như là khi mình lạnh ấy, là mình lập tức thấy cô đơn luôn ấy, kiểu nhạy cảm mức như thế. Cái điều mà tiếp viên mong muốn tiếp theo ấy, thì không biết là các bạn tiếp viên khác thế nào, nhưng mà mình
tuy là gầy thế thôi nhưng mà rất là tham ăn. Và thường ấy thì mọi người rất là không thích cái đồ ăn ở trên máy bay, tại vì thứ nhất là nó không có tốt cho sức khỏe, và thứ hai là ăn mãi nó rất là ngấy. Nên là mình luôn mua sẵn đồ ăn ở ngoài hoặc là mang đồ ăn ở nhà đi. Cái việc mà ăn no bụng khi mà đi làm ấy nó là tối quan trọng luôn ấy. Tại vì khi mà mình đói mình không thiết làm cái gì cả, và khi đói thì mình rất là dễ quặn. Thế nên khi mà đi bay ấy mà mình biết được là trong vali của mình hôm nay mình mang cái món ngon này đi làm ấy, mình chỉ việc nghĩ đến việc cả lát nữa lên máy bay sẽ được hâm nóng cái đồ ăn đấy để mình ăn ấy là mình cũng đã thấy vui rồi ấy. Tại vì khi mà đi bay á nó rất là mệt. Cái năng lượng mà bạn bỏ ra để làm ở trên trời ấy nó phải nhiều và hao tốn gấp đôi so với cái năng lượng bạn bỏ ra khi bạn làm ở dưới mặt đất. Nên bạn luôn luôn là phải ăn ngon, ăn đủ chất, uống nhiều nước, và mình thậm chí là còn phải mang cả trái cây này. Có hôm đầy đủ thì có cả chè này, dessert này. Đồng nghiệp nhìn mình thì rất là ngạc nhiên về tại sao con này nó nhỏ con mà nó ăn chuyến nào nó cũng ăn luôn, ăn giải rác luôn. Cái điều thứ năm mà mình mong ấy đó là đi bay cùng với cả một tổ đẹp. Tổ đẹp ở đây nghĩa là gì? Nghĩa là những cái người mà mình quen biết và những cái người mà mình hợp cạ, mình thấy hợp gu khi mà nói chuyện cùng. Với những cái bạn làm ở những cái hãng lớn ấy thì họ sẽ không thực sự có cái mong muốn cụ thể như mình, bởi vì là họ không quen biết nhau nên là họ sẽ cũng cùng lắm họ sẽ chỉ mong là hôm nay gặp được tiếp viên trưởng dễ tính, không để ý quá nhiều, rồi là gặp được đồng nghiệp rất là hỗ trợ nhau, thế thôi, không có drama gì, thế là được. Nhưng mà tại vì cái hãng mình làm nó rất là nhỏ nên là gần như là mọi người quen biết nhau hết. Nhất là những hôm nào mà phải đi overnight ấy, nghĩa là đi ngủ đêm với cả nhau ấy, mà ngủ đêm thì có thể chỉ là một đêm thôi nhưng cũng có thể sẽ là 2-3 đêm. Và nếu như mình đi với cái tổ nào mà mình không có thân với cả họ ấy, hoặc là không có hợp gu với cả nhau ấy thì sẽ rất là chán. Và đấy là lý do mà mình đã chơi Tinder khi mà mình làm tiếp viên. Có những người họ chỉ có thích ngủ ở khách sạn thôi, họ chỉ thích thành thơi, relax thôi. Xong rồi là khi là đến bữa thì là họ đi ra ngoài họ ăn hoặc là họ order về phòng. Nhưng mà cái tính mình ấy là lúc nào mình cũng thích là phải khám phá, luôn luôn là phải tận dụng cái thời gian của mình để làm cái gì đấy ý nghĩa. Khi mà mình Google mình xem là ở đây nổi tiếng cái món này, có cái club này nổi tiếng là mình phải đi. Thế nên là mình rất là thích là có thể gặp được một cái người nào đấy là local, cái người bản xứ ở cái thành phố đấy thì dẫn mình đi chơi, thì có phải là có thêm trải nghiệm với cả nhau không? Cũng có lúc mình nhìn cái lịch bay, nhìn cái tổ bay và mình cảm thấy không hào hứng đi bay nữa luôn. Tất trường hợp như là đã từng bay với người này rồi, người ý chung là cũng không được nice lắm, đã từng cặc hiện mình rồi, hoặc là mình cảm nhận được từ trước là họ không thích mình, thì mình sẽ cảm thấy không được hào hứng đi bay cái chuyến đấy. Tại vì mình kiểu mình biết trước chuyện gì sẽ xảy ra rồi ấy, là kiểu sẽ không vui, không thoải mái ấy. Và ám ảnh nhất có lẽ là những cái bạn tiếp viên trưởng nào mà đã từng kiểu muốn đì mình ấy, muốn kiểu phủ đầu mình từ trước rồi ấy. Thì những cái chuyến sau khi mình nhìn lịch thì cái tiếp viên trưởng đó là mình sẽ cảm thấy rất là bất an. Tại vì thực ra ấy, có rất là nhiều tiếp viên trưởng họ bay lần đầu tiên với cả mình và họ muốn thể hiện cái uy quyền ngay từ những cái buổi đấy. Và có một lần mình đã bị như thế, nghĩa là bạn ấy để ý từng cái việc mà mình làm luôn. Sau đấy khi mà mình nhìn lịch là lại có cái bạn tiếp viên trưởng đấy tiếp thì mình đã cảm thấy là chán. Nhưng mà đến lúc đi bay thì lại bình thường, bạn ấy không hề như lần đầu tiên nữa. Thế mình nhận ra là có nhiều người cái style của họ là thích gây ấn tượng theo kiểu như thế ngay từ đầu. Ok, cái điều tiếp theo thì nó hơi tế nhị một chút, đó là cái việc mà tiếp viên xách đồ về Việt Nam bán. Lương tiếp viên Việt Nam có cao hay không thì phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người, nhưng mà mình nghĩ là mỗi một chuyến bay đi quốc tế mà mình có thể mang về 4-5 triệu thì đấy vẫn là tiền, đúng không nào? Có thêm thu nhập là cuộc sống của mình thoải mái hơn. Thế nhưng mà cái việc xách đồ này thì nó không hề dễ dàng. Nó có rất là nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là bạn có mối không, bạn xách về thì bán cho ai. Thứ hai là bạn có mua được cái thứ mà người ta đang muốn bạn mua không. Rồi vấn đề thứ ba là vấn đề hải quan. Có những cái bạn mà nằm trong một cái đường dây mà chuyên xách đồ, nó làm cái hệ thống rồi thì như thế nó sẽ rất là nhàn. Nhưng mà tự nhiên ngon ăn như thế thì không có nghĩa là ai cũng thể làm được cái việc đó. Thế nên đa số là các bạn chỉ tự mua về và tự bán lại thôi. Thế nhưng mà thực sự cái việc xách đồ này nó cũng khá là vất vả. Tại vì là mình để ý là khi mà ở sân bay quốc tế mà mình thấy những cái tiếp viên hãng khác họ rất là đùng đỉnh, kéo vali đi rất là kiểu nhẹ nhàng, thư thái, trong khi mình thì chạy đôn chạy đáo hết duty free này đến chỗ kia, xong rồi mua nhanh 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 để còn kịp giờ boarding. Tại vì khoảng thời gian mà ở sân bay cho lúc mà tiếp viên phải lên máy bay ấy nó không có nhiều, thế nên là mình phải mua rất là nhanh. Và nếu như không cẩn thận ấy mà các bạn ra tàu bay trễ ấy thì cái việc đấy rất là thiếu chuyên nghiệp. Và có một cái lần mình đã mua một cái chai rượu về để bán. Rượu thì các bạn biết là nó quá là nặng đi, có nhiều khi là không phải là được đi ống lồng để vào trong tàu bay mà các bạn phải đi thang để đi lên tàu bay. Thì mình phải xách cái vali của mình cùng với cả cái chai rượu đó lên trên máy bay, xách lên máy bay rồi tiếp tục cho nó lên trên hộc, mà chớ cái lưng nó đau lại còn đi guốc nữa. Và xong cuối cùng lúc hạ cánh lại phải
kéo nó xuống. Mà còn chưa kể là trong chuyến bay thì rất có thể là mình sẽ cần lấy cái đồ đạc gì đấy ở trong vali nữa, thì cứ lôi lên lôi xuống, xong rồi lại tiếp tục đi về, xách cái vali đấy xuống cầu thang, xong rồi xách đi về. Kiểu như là nên những lần sau mình sợ luôn không làm khách rượu nữa. Mong muốn tiếp theo của một tiếp viên hàng không đấy là có được một cái chặng bay đẹp, hoặc là có đến được một cái destination mà họ mong muốn. Chặng đẹp ở đây nghĩa là gì? Là những cái chặng mà có thể là không quá xa, tại vì có rất là nhiều người không thích bay những chuyến dài, họ cảm thấy rất là mệt. Hay là ví dụ như là đi Đà Lạt chẳng hạn, thì mọi người hay có xu hướng là mua rất là nhiều quà lưu niệm, mua trái cây, và họ luôn luôn vượt quá cái số hành lý xách tay cho phép. Chỉ được mang có một kiện thôi, nhưng mà họ luôn luôn là có một cái kiện vali, sau đấy là một cái túi riêng đựng toàn là trái cây thôi. Nên là khi lên máy bay thì tiếp viên gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc là sắp xếp những cái túi lẻ tẻ đấy lên trên hộc hành lý. Tại vì là nếu như sắp hết lên trên hộc hành lý thì những người khác sẽ không có chỗ để mà để. Mà có nhiều người thì lại không thích là để trái cây của họ ở dưới đất. Hoặc là những cái chuyến Quảng Châu ấy, có các anh chị mà hay đi buôn đồ về Việt Nam ấy, thì là họ rất là hay mang dư ký. Và cũng không biết là các anh chị check in ở mặt đất họ lòng lèo như thế nào, nhưng mà rất là nhiều khách mang rất là nhiều kiện lên trên máy bay luôn. Và cái việc đấy làm cho tiếp viên cảm thấy rất là vất vả trong cái việc là sắp xếp hành lý, xong rồi là người này tị nạnh người kia, tại sao mà họ lại được để hai chỗ trong khi tôi thì lại vali tôi lại không có chỗ để. Nên là, và cái mong muốn cuối cùng của một tiếp viên hàng không đấy là chuyến bay không bị delay. Các bạn không thể tưởng tượng được là với những cái hàng không giá rẻ mà delay thì tiếp viên phải hứng chịu những cái búa rìu dư luận kinh khủng như nào đâu. Thực ra rất là thương các anh chị nhân viên mặt đất, tại vì là họ là cái người bị trừ trước tiên. Vì khách khi mà bị delay lâu quá đó thì họ phải tìm một cái người mà họ xả, đúng không ạ? Nhân viên thì đi làm thuê đâu có biết được là cái gì đâu, đâu có thể kiểm soát được tình hình đâu. Thế nhưng mà khách khi họ bực thì họ chỉ có tìm người đại diện ra để chửi thôi. Họ chửi mặt đất trước nha, xong rồi đến khi mà lên máy bay một cái tiếp tục chửi tiếp viên. Khi mà tiếp viên đứng ở cửa để chào khách ấy, lúc nào cũng nở một nụ cười, đúng không ạ? Nhưng mà lên khách, ui giời ơi, đúng là của rẻ là của ôi, không bao giờ đi cái hãng này nữa. Nhưng mà tiếp viên vẫn đứng, dạ vâng ạ, dạ welcome on board, chào mừng khách ạ. Nhưng mà thực sự ấy, nói về cái vấn đề delay ấy, thực ra tiếp viên rất là khổ. Tại vì sao? Mỗi hãng sẽ có cái policy khác nhau, mình không biết. Delay tiếp viên không được trả lương. Tại vì nếu mà delay chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ thôi ấy, thì tiếp viên sẽ không nhận được bất kỳ cái hỗ trợ nào từ phía công ty cả. Mà các bạn tưởng tượng là 2-3 tiếng có phải là thời gian không? Một ngày đã phải đi làm mười mấy tiếng rồi mà còn delay mấy tiếng nữa, có mệt không? Mà delay thì có rất là nhiều nguyên nhân. Có thể là vì vấn đề kỹ thuật, có thể là do cái số lượng tàu bay nó không đủ. Ví dụ như những cái hãng lớn chẳng hạn, nó có nhiều tàu bay này mà vấn đề kỹ thuật hỏng, họ có thể lấy tàu bay khác ra để bay thay thế. Nhưng mà với những cái hãng giá rẻ, những cái hãng nhỏ, họ chỉ có ví dụ 20 cái tàu bay chẳng hạn, thì 20 cái tàu bay đấy nó sẽ bay hết công suất. Chính vì là bay hết công suất nên là chỉ cần một cái hư thôi ấy, thì là tất cả những hành khách của chuyến bay đấy sẽ bị delay. Thì đấy nó là cái bất cập của những cái hãng nhỏ. Bạn tiếp viên nào mà xem cái video này ấy, thì comment ở bên dưới nhé, để xem là các bạn kiểu đồng cảm với mình bao nhiêu phần trăm ấy. Hay là chỉ có mình lạc loài là đi bay chỉ có mong được ăn no với cả tám chuyện xám xí. Tại vì một phần là cái nhu cầu tương tác giữa người với người của mình rất là cao. Thứ hai ấy là đi bay kiểu ngoài tám chuyện thì biết làm gì bây giờ ấy, khi mà đã làm xong việc của mình rồi ấy. Nếu như các bạn muốn mình làm thêm những chủ đề gì khác thì comment ở bên dưới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.